giảm sốc 40%, miễn phí vận chuyển toàn quốc, Roy ở M268 là mũ bảo hiểm có tới hai kính, kính bên ngoài trong hoặc khói che toàn mặt, còn kính bên trong màu đen để chống chói mắt khi đi ban ngày, ốp tai của mũ rất êm và thoáng mát, độ thấm hút bồi cao nhiều chất liệu và nâu đất. Lót được may liền mạch tạo nên sự sang trọng cho mũ, ngoài ra, ốp tai và lót có thể tháo rời một cách dễ dàng, đây là điều tuyệt vời ở mũ Roy ở M268 vì giúp khách hàng có thể vệ sinh mũ dễ dàng phía trên mũ M268 có bộ thông gió phía trước khá giống của nón rốc rở không hai phía sau cũng có lỗ thông gió giúp khí lưu thông trong nón tốt hơn khóa mũ của Royal được làm từ inox rất bền khóa bấm cao cấp giúp khách hàng có thể dễ dàng ngải khóa và mở khóa khi đội mũ Royal là thương hiệu số 1 Việt Nam các sản phẩm được kiểm tra kỹ càng qua công đoạn qc đảm bảo 100% khách hàng có thể thấy tem qc màu đỏ được dán đảm bảo 100% sản phẩm ra thị trường đều đạt chuẩn Thẻ bảo hành được Royal cập nhật đầy đủ thông tin nhà máy sản xuất cũng như giá niêm yết được bảo hộ bởi Bộ Công Thương.